khó ai có thể tin rằng đây là cách thức di chuyển chính của những người dân sống giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục năm nay, người dân xóm Gò, huyện Bình Chánh đã quá quen với cảnh sống không đường, không điện. Thực tế thì chỉ cần có một cây cầu là cuộc sống của người dân nơi đây sẽ bớt nhiều gian khó. Nhưng suốt 10 năm qua, những lời hứa hẹn về một cây cầu vẫn chỉ là lời nói gió bay. Ở Quảng Nam, có những ngôi nhà văn hóa thôn mà người dân chẳng đến sinh hoạt văn hóa bao giờ. Bởi lẽ, không có hoạt động nào được tổ chức. Nhà văn hóa chỉ được mở một vài lần trong năm để họp dân hay là thu thuế. Không chỉ ở Quảng Nam, tại nhiều địa phương khác, nhân danh việc xây dựng nông thôn mới, người ta đang đua nhau xây dựng những nhà văn hóa rất hoành tráng mà không quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa để thu hút dân cư nông thôn. Vì thế, cái được gọi là nhà văn hóa nhiều khi chỉ là một phép cộng cơ học của một cái nhà và một cái biển văn hóa. Thiếu bác sĩ trầm trọng nên ở bệnh viện huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, một bác sĩ sẽ vừa khám bệnh vừa làm quản lý ở 4 khoa khác nhau. Một kỹ thuật viên chụp X-quang sẽ vừa phải thực hiện các thao tác kỹ thuật, vừa làm nhiệm vụ chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ. Chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến huyện vừa thiếu vừa yếu là lý do để người bệnh luôn có tâm lý tìm đến các cơ sở y tế tuyến trên để điều trị. Và khi mà người dân vẫn sợ không dám chữa bệnh ở cơ sở, thì vấn nạn quá tải ở bệnh viện tuyến trung ương không bao giờ được giải quyết. Ngày 17 tháng 12 năm 1972, một chiếc máy bay F-111A được Không quân Mỹ mệnh danh là kẻ đột nhập thần kỳ đã bị bắn ở cánh đồng Tum, tỉnh Vĩnh Phúc bởi những người nông dân thôn Thị Kỳ. Đó cũng là chiếc máy bay thứ 4.000 bị bắn trên bầu trời miền Bắc. Chiến công này đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc người Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định Paris. Sẵn sàng cầm vũ khí, đứng lên bảo vệ Tổ quốc, rồi lại trở về với thửa ruộng, mảnh vườn sau mỗi cuộc binh đao, người nông dân Việt Nam ở thời nào cũng thế.